trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV, chương trình luận đàm thời sự của anh em chúng tôi ngày hôm nay gồm có nhà văn Trần Phong Vũ ngồi bìa, anh dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi cạnh anh Trần Phong Vũ, anh Nguyễn Võ Duy Khôi, người trẻ ngồi cạnh tôi, và tôi là Lê Minh Nguyên. Kính thưa quý vị, đề tài anh em chúng tôi muốn thảo luận ngày hôm nay là cuộc diễn binh rầm rộ ngày 2 tháng 9 ở Việt Nam và ngày 3 tháng 9 ở Trung Quốc. Chúng ta sẽ thử quan sát, nhìn qua hai cuộc diễn binh này và những cái ý nghĩa chính trị đằng sau của nó. Thì chúng ta thấy là cái cuộc diễn binh ở bên Việt Nam thì có trên 30.000 người tham dự mà không có diễn hành gọi là khí tài quân sự, nhưng mà diễn hành rầm rộ về những cái quân đội đủ các sắc binh chủng. Trong khi đó thì cuộc diễn hành ở Trung Quốc vừa xảy ra thì chúng ta thấy rằng là khoảng 12.000 người tham 12.000 quân đội tham dự, khoảng 200 chiếc máy bay trên trời, khoảng 500 những cái khí tài ở trên mặt đất, mà trong đó là nói là 84% toàn là những cái vũ khí mới, nhất là có cái loại mà hỏa tiễn Đông Phong DF-21D, tức là cái loại hỏa tiễn mà bắn hạ những cái hàng không mẫu hạm để mà coi như là nó gọi là A2AD, tức là Anti-Access Aerodenial, tức là chống tiếp cận, chống đi vào vùng. Thì thưa anh Trần Phong Vũ, thì qua hai cái cuộc diễn hành ở tại Việt Nam và Trung Quốc thì anh nhận thấy điều gì ở trên bề mặt nổi cũng như là phần gì ở mặt chìm ạ? Mời anh. Vâng, thưa anh cũng như thưa quý khán giả, so sánh hai cái cuộc diễn binh của Việt Nam Cộng sản vào ngày 2 tháng 9 là cái ngày mà họ vẫn gọi là cái ngày quốc khánh của họ, và với lại cái cuộc diễn binh đồ sộ của bên Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9 thì cách nhau chỉ có ngày trước ngày sau thôi. Thì cái chuyện này rõ ràng nó có một sự dập khuôn. Về phương diện Trung Quốc ấy, thì trong những tin tức trong những ngày vừa qua thì quý khán giả ngoài kia cũng như các anh đều nhận ra rằng là rõ ràng là có một cái mục tiêu mà ông Tập Cận Bình ông ấy muốn đưa ông ấy lên. Có một cái lời tuyên bố mà tôi nghĩ rằng là nó rất là nói theo từ ngữ cộng sản là rất là ấn tượng, khiến như người ta thấy được ngay vấn đề. Tức là họ nói rằng là tất cả cái chủ trương của cái cuộc diễn binh ở Bắc Kinh đấy, thì ngoài cái việc mà để mà tỏ ra rằng là đang có một cái thế mạnh để mà dọa những cái quốc gia khác, và đồng thời cũng để mà thu phục nhân tâm và càng ngày thì càng sa sút ở bên Trung Quốc, thì có một cái sự kiện cụ thể là họ bảo đây là một cơ hội để ông Tập Cận Bình ông ấy đội cái mũ Triều Thiên của một vị hoàng đế tân thời của Trung Quốc. Đấy là một cái điểm mà tôi nghĩ là thấy rất tức cười. Đối chiếu với lại cái cuộc diễn hành ở Việt Nam ấy thì nó có một điểm khác nhỏ, tức là không có cái chuyện mà phô trương về vũ khí, bởi vì cũng chẳng có gì để mà phô trương. Nhưng mà nó lại có một cái con số người mà trong đó có cả quần chúng phần nhiều là những người ở sắc dân thượng, tới 30.000. Thì đây cũng là một cách để mà đánh bóng lại cái ngày 2 tháng 9, đánh bóng lại tất cả cái cuộc chiến đã qua trước đây mà họ vẫn dành cái phần thế cái phần để mà tô điểm cho cái chế độ cộng sản. Thế thì những cái người lên tiếng phê bình cũng tương tự như vậy. Có những người ta nói rằng là cái cuộc diễn binh này thì đồ sộ thật đấy, nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là có lòng của cái người dân ở trong đó hay không thì không có. Đó là một cái chi tiết mà tôi nghĩ rằng là quan trọng và cho chúng ta nhìn ra được tất cả, tóm gạo gọn lại hai cái cuộc diễn binh này giống nhau ở cái điểm là để mà phô trương lực lượng bằng một cách nào đó
để mà thu phục nhân tâm ở trong như bên ngoài nước, nhưng mà thật sự ra chỉ là để mà tô vẽ cho những cái khuôn mặt lãnh đạo mà thôi, nhất là đối với lại Trung Quốc, thưa anh. Dạ vâng, và cảm ơn anh Trần Phong Vũ. Thưa anh Kim, thì trong cái cuộc diễn binh của Trung Quốc thì tôi thấy ông Tập Cận Bình là ông đứng trong chiếc xe mà có cái mui, có cái lỗ trên giữa, mà cái mặt ông lạnh lùng mà buồn, cái mặt lạnh lùng mà thấy có vẻ là nó xuống sắc gì lắm. Thì trong cái internet của Trung Quốc thì nó coi ổng giống như là một cái người mà Disneyland đó, có cái hình mà chiếc xe có con vịt ngồi trên chiếc xe đó, con vịt ngồi trên chiếc xe chạy, thì nó diễu ổng là giống như là một cái người của con vịt ngồi. Thì qua cái khuôn mặt đó thì tôi thấy hình như là ông ta là không phải là cái người vui vẻ happy gì mà lạnh lùng. Thì anh có nhận xét gì về những cái ông Tập Cận Bình cũng như nhân vật tham dự của Bắc Kinh? Chúng ta để ý tới hai cái cuộc diễn hành, một cuộc diễn hành của Việt Nam và một cuộc diễn hành của Trung Cộng đó. Thì hai cuộc diễn hành này cũng đã có ý là tổ chức từ trước rồi, sắp xếp từ trước rồi, chứ không phải là bây giờ mới nhất thời sắp xếp được, bởi vì người ta tổ chức là tập duyệt mấy tháng rồi chứ không phải mới. Nhưng mà cái cuộc diễn này, cả hai cuộc diễn hành này đều xuất phát tình cờ, gọi là tình cờ, vào một cái bối cảnh mà chính trị của kinh tế của hai quốc gia đó đều suy thoái cả. Cho nên ông Tập Cận Bình mặt ông ấy buồn là phải rồi, bởi vì nếu mà kinh tế của Trung Quốc và cái thị trường chứng khoán ấy vẫn lên đều đều đó, thì lần này với cái sự diễn hành một cách rầm rộ như thế thì người dân ở trong đất nước của Trung Quốc sẽ rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông ấy. Nhưng mà bây giờ qua những cái kỳ vừa rồi, chúng ta nhìn thấy người dân Trung Quốc, người ta thấy cái tài lãnh đạo không có ra gì cả. Cho nên cái sự biểu diễn cái vũ khí một cách rầm rộ như thế kiểu này chẳng qua là để chứng tỏ là bây giờ ta đã mạnh đủ sức để mà đương đầu với Hoa Kỳ hay các tất cả các quốc gia khác. Và bên cạnh cái này đấy thì ông ấy cũng muốn phô trương để Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia sản xuất và bán võ khí cho thế giới. So sánh với cuộc diễn hành của Việt Nam đó, thì cuộc diễn hành của Cộng sản Việt Nam có vẻ hòa dịu hơn, không có tính cách để đe dọa phô trương, mà người dân có thể tham dự bằng cách là đứng coi một cách dễ dàng. Trong khi cuộc diễn hành của Trung Cộng thì coi như là cửa đóng then cài và gây rất nhiều những khó khăn cho cả dân của tàu. Thành ra sau cuộc diễn hành này thì người ta sẽ nói là sau cuộc diễn hành này thì Trung Quốc sẽ được bao cái bầu trời khí quyển của Trung Quốc, kể cả chính trị, được bao phủ bởi một cái màn còn sương mù nhiều hơn. Tại sao vậy? Bởi vì trong suốt thời gian vừa rồi đó thì các nhà máy của Trung Quốc đã bị ngừng để tạo nên có một cái không gian nó tương đối là trong sạch cho những người giới giam giữ. Nhưng mà sau đó thì những xưởng máy sẽ phải làm hết công suất của họ, hết công suất để mà có thể sản xuất đủ và đúng hẹn. Như thế là những nhà máy đó sẽ sản xuất và sẽ để ra cái không khí sẽ còn ô nhiễm hơn nữa. Cho nên cả cái bầu trời không khí của Bắc Kinh và tất cả đất nước của Trung Cộng ấy, thì lúc nào cũng bị đe dọa bởi một cái không khí không có tốt gì cả. Yeah. Cảm ơn Kim. Khôi có nhận xét gì về hai cuộc diễn hành ở Việt Nam và cũng như Trung Quốc? Mời Khôi. Dạ, yeah, trước hết xin chào chú Nguyên, xin chào hai bác và xin chào quý khán giả. Thì trước hết con xin nói về cái cuộc diễu hành ở Việt Nam. Thì hôm qua tin tức ở đài IFI, sáng ngày 2 tháng 9 khi mà ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông ta chuẩn bị sang Trung Quốc, nhưng trước đó thì ông làm cái cuộc diễu hành ở trước lăng của ông Hồ Chí Minh. Thì ông ấy có một cái phát biểu là chúng ta cần phải đề phòng cái hiểm họa, gọi là cái họa về biển đảo trước khi ông sang Trung Quốc. Ông lại dùng cái đó để mà đánh động lòng dân trước khi ông sang Trung Quốc. Ông phải sang Trung Quốc tại vì Việt Nam đang ở cái thế là con cá con ở kế bên con cá bự, con cá mập mà cá mập muốn ăn. Thì ông phải sang thôi, không có thể như Philippines hay là Nhật Bản mà tránh được, không sang được. Thì phải sang, nhưng trước khi sang lại nói trước ngay cái cuộc diễu hành đó là chúng ta phải
gây dựng lực lượng để mà chống lại các thế lực thù địch, hoặc là nêu lên cái vấn đề mà vùng biển đảo bị vấn đề nóng ở biển Đông. Thì theo con thấy ở đây là một cái ông ta muốn có một cái ngầm ở trong đó. Cái đây là lại trở lại là cái game của cái chính quyền cộng sản Việt Nam bây giờ, là trước khi đi lại nói như thế rồi mới đi. Thì đó là về Việt Nam, thì xin phép nói về Việt Nam đến đây. Ok, cảm ơn Khôi. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.